Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra thì lại mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến thì chắc hẳn quý anh chị tuổi Mão đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm tới sẽ có những chuyển biến ra sao. Các nhà tử vi học dự đoán vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Trong năm 2021, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế do ngũ hành của Thái Tuế và Sửu âm thổ xung phá với Dần Dương Mộc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Tân Sửu, Tuế Can, Tân Kim, Lộ Xuất chính quan, Thái Tuế Sửu âm thổ gặp chính tài tinh, Sửu âm thổ và Dần Dương Mộc xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ thay đổi nhiều, khó khăn về phía những chú hổ. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Về phương diện sự nghiệp, mệnh chủ không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình, nên muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt thì không phải chịu áp lực gì, nhưng với Nhâm Dần 1962, đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Thời gian này thì bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Nhâm Dần sinh năm 1962 thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2021, đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để có thể chuyển mình đổi vận. Đường tài lộc vượng sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ, thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của mệnh chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng, nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành thì Nhâm Dần sinh năm 1962 thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy, giúp cho bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Đừng quên rằng trong năm nay vẫn có điểm báo xung sát, cần lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra tòa án, cũng dễ bị phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt thì mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Trong năm Thái Tuế là Sửu thổ nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi thổ vượng, cũng tránh tới nơi ẩm ướt tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Trong năm nay, hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Dự đoán tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu 2021 theo âm lịch là năm ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên, an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, theo dương lịch.
Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, Thổ Kim tương sinh khiến cho kim khí khóa vượng. Trong năm nay thì mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan đến thận, chú ý cẩn thận để tránh những tai nạn liên quan tới xương khớp. Đối với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong năm 2021 này, vận trình không có gì đáng lo. Mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế thì nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh thì hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng lứa, năng tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe đảm bảo. Nên giữ sự bao dung, thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính mình, ôm lo âu cho người. Tránh xa những kẻ tiểu nhân, kẻo bị chúng lợi dụng lừa gạt. Một mặt năm nay cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông. Mặt khác thì nếu như phải xử lý công việc có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để luôn mang theo bên mình hóa giải. Nam mệnh 60 tuổi sao Vân Hán chiếu mệnh thích hợp an phận thủ thường, phòng tránh thị phi. Nữ mệnh 60 tuổi gặp sao La Hầu chiếu mệnh dễ có các chấn thương nhẹ, đặc biệt cần đề phòng một số căn bệnh phụ khoa. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 vào năm Tân Sửu. Năm nay tuổi Nhâm Dần 1962 sẽ phải trải qua một sự thay đổi cơ bản trong sự nghiệp. Sẽ gặp một trinh sát tài năng giúp bạn tăng tiến trong sự nghiệp và sau đó được thăng chức tăng lương. Mặc dù may mắn trong sự nghiệp, bạn nên kiên nhẫn cẩn thận trong việc giải quyết công việc và không tranh cãi với người khác. Một khi bạn làm những điều trên thì có thể lặng lẽ chờ đợi tin tốt từ sự nghiệp của bạn. Mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong năm 2021, vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm, sự nghiệp thuận lợi có đà tăng tiến, nên chú ý nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản mệnh chủ sẽ phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất sẽ giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên thì nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng tự ép bản thân. Khoảng cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư cần cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định, đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm thì năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong năm vận trình biến động khá là lớn, không nên đầu tư lâu dài, nếu có lợi thì nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải vận thế của năm 2020 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong năm 2021 Tân Sửu này, cẩn trọng chú ý trong tháng Bính Thân, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 tới ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 vào năm Tân Sửu. Tài lộc may mắn năm nay, bạn sẽ nhận được những thành tựu bất ngờ về thu nhập tiền lương và doanh thu. Tại nơi làm việc thì sẽ nhận được nhiều thu nhập hơn, chẳng hạn như là trả lương nhiều hơn từ sếp và tăng tiền thưởng hàng quý do công việc khó khăn hơn so với đồng nghiệp của bạn.
Trong khía cạnh phong thủy thì bạn có thể chú ý nhiều hơn đến xổ số và rút thăm may mắn. Mặc dù bạn sẽ không trúng số độc đắc trong đầu tư xổ số, nhưng những giải thưởng nhỏ có thể rất tuyệt vời. Trong năm nay thì mệnh chủ sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng sẽ đạt được nhiều thành công và có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này thì mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, kim loại hay là tài chính sẽ may mắn hơn nhiều. Nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Nếu điều kiện cho phép thì bạn cũng có thể thử sức trong việc hợp tác cùng người khác làm ăn kinh doanh. Sự bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp cho con đường thành công gần hơn. Tuy nhiên thì bản mệnh cần nhớ rằng năm 2021 là một năm mà mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 phải tự lực tự cường chứ không thể trông chờ vào người khác. Tự sắp xếp lên kế hoạch cho công việc, tự đốc thúc động viên bản thân kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định. Tốt nhất, mệnh chủ hãy mang theo trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho chính bản thân mình. Sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 vào năm 2021. Năm Tân Sửu theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bạch Hổ và Tang Môn hung tinh đại diện cho tài họa tang tóc, họa huyết quang, họa nước, họa lửa, nên tránh tranh chấp xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ, hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, hạn chế đến những nơi âm u, ẩm ướt, nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Mệnh chủ tuổi Nhâm Dần có sức khỏe tốt hơn rất nhiều và thường chú ý đến việc tập thể dục. Các bệnh nhẹ, đau, thỉnh thoảng sẽ không có tác động. Hãy tránh xa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì ý thức phòng hơn là chữa bệnh. Những gì bạn cần để mắt đến là giữ một chế độ ăn uống lành mạnh và các giải pháp tốt bao gồm ăn ít dầu mỡ, thức ăn cay, đi dạo sau những bữa tối hoặc là dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Để mang lại bình an, may mắn cũng như sức khỏe cho mình, gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên người trang sức trợ mệnh Dần, Ngọ, Tuất. Về tình duyên của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong năm Tân Sửu, tình yêu và mối quan hệ là khía cạnh may mắn nhất vào năm 2021 này. Bạn sẽ sống hòa thuận, hạnh phúc với người bạn đời của mình. Bạn có thể trở nên cực kỳ nổi tiếng với người khác giới và may mắn sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên đầy màu sắc nếu bạn độc thân, nhưng đóng một vai trò bất lợi nếu bạn đã có gia đình. Với mục đích của một cuộc sống gia đình hạnh phúc, người sinh năm 1962 nên nhận ra tác hại của mối quan hệ khác và tầm quan trọng của tình cảm đối với gia đình và tránh xa mọi vấn đề tình cảm nam nữ khác. Ngoài ra, đối với những mệnh chủ đã có gia đình thì không nên quá tập trung vào công việc mà bỏ quên mất tổ ấm của mình. Hãy dành một chút thời gian quan tâm hơn đến những người thân trong gia đình để vun đắp tổ ấm hạnh phúc. Mệnh chủ hãy treo trong nhà một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công tại phương vị đào hoa của mình để giúp cho chuyện tình cảm được thuận lợi, tăng tiến khăng khít hơn nữa. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nam mạng là sao Vân Hán hay còn gọi là Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn chiếu mệnh, đàn ông hay đàn bà gặp phải sao này làm ăn đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai binh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao Vân Hớn chiếu mệnh cần phải cẩn trọng trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến kiện tụng cò bót. Mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên la.
Hạn Thiên La thì chủ về sức khỏe và tâm lý. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thì thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa kiện cáo và thậm chí là phải chịu các bức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn Thiên La đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông vô cớ, dẫn đến cảnh xa cách, ly thân hay là ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nữ mạng sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu mệnh là sao xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật. Cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Đối với mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nam mạng thì sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào tùy đối tượng. Khi gặp phải hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời với mọi người. Nếu không mắc bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc trọn đời. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nam giới tuổi Nhâm Dần vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì mới gặp được nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống có nhiều hạnh phúc sung túc đầy đủ. Vào thời kỳ tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục trong cuộc đời. Còn về phần công danh sự nghiệp của nam giới tuổi Nhâm Dần không có được nhiều may mắn lắm, đường công danh lên bổng xuống chậm. Phần gia đạo thì có được nhiều sự sung túc và gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Còn về phần tiền bạc, vào thời kỳ hậu vận mới có phần sung túc tốt đẹp, sự nghiệp sẽ hoàn thành vào năm 34 tuổi trở đi. Nam tuổi Nhâm Dần có thiên can mang chữ Nhâm, có các sao Thiên Lương, Hóa Lộc là hai sao thích hợp cho vai trò người lớn, thuận lợi trong môi trường giáo dục, y tế. Quý ông còn có Tử Vi, Tả Phụ là hai sao thiên về trí tuệ, càng lớn tuổi thì kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Với tuổi mạng tương khắc thì cuộc sống dễ bị thăng trầm, ngoại trừ nam giới thì thích nghi với hiện tại và đừng khởi nhiều tham vọng. Nam mạng thì có nhiều tự tin với tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng thấp thanh tú, với lối nói vui vẻ, được lòng người đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận nhờ con cháu mà an nhàn. Nhưng đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần thì có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận sẽ có nhiều thay đổi về tình duyên, hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp, gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa, tình duyên gặp nhiều gian truân trắc trở vào tiền vận và trung vận, sang hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều sóng gió cực khổ và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi mà lên cao khi lại xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nữ tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn lo âu. Trên đây là tổng quan về vận trình của tuổi Nhâm Dần trong năm 2021. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của lục thập hoa giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong năm 2021, quý anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.